Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Storm Vin Tức của mình Hôm nay mình lên 4 chiếc đồng hồ Senko Tất cả đều là giá bình dân Từ 1 ,8 triệu 8 cho đến 3 triệu Đầu tiên là mình sẽ lên chiếc số 1 Anh em chưa đăng ký kênh của mình thì hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút chuông chuông để có thể nhận được những video clip mới nhất từ sản phẩm bên mình. Và đây là chiếc số 1, giá là 1,8 triệu. Chiếc mắt số 1 này là một chiếc Senko 5. Toàn thân là mà vàng. 23 Zwell. Chiếc này thì cái lịch ngày của nó là lịch uh, bấm lịch uh, bấm nhanh còn cái lịch uh, thứ của nó là lịch chín và hai mươi bốn giờ chín và 24 giờ mặt đeo là mặt đeo trắng chảy tia từ tâm bộ kim và các cọc số uh, màu vàng nổi khối bắt sáng rất là đẹp và kim hai lịch để mình lắc cho nó chạy Chiếc xanh con năm này về tổng thể thì cái lớp mạ vàng của nó còn khá là đẹp Cái bộ kim cọc và mặt đầu của nó thì đẹp tuyệt đối 100% luôn ừ, Đây là ở cái dìa viền máy này thì nó có mòn một tí xíu nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến trải nghiệm cả Núm mà núm ẩn ở vị trí góc 4 giờ Đấy là đáy thép trắng 5126 dáng 8010 Senko chiếc này nó là chiếc đáy cậy cho nên là anh em nào mà muốn xem ảnh chụp chi tiết và cũng như là ảnh máy thì anh em hãy gọi alo cho mình hoặc inbox kết bạn cho mình theo số Zalo 0912300067 để xem được những hình ảnh chụp chi tiết cũng như là ảnh máy Chiếc này là zin nguyên của máy anh em nhé. Còn dây là dây khóa linh kiện. Dây cái dây này là dây da loại tốt đấy nhé anh em nhé chứ không phải là cái loại dây da 100 200 000 nữa Để mình sẽ đo size cho nó. Chiếc mã số 1 này có xe mặt là 36,5 mm. Mã số 1 giá là 1,8 triệu. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là có giá là 2,5 triệu. Chiếc này là một chiếc Senko DX. Senko 5 DX 27 g well. Chiếc này về tổng thể của nó thì nó rất là đẹp. Dinh nguyên của máy tình trạng còn rất là mới kim và các cọc số màu trắng nổi khối sơn đen ba kim hai lịch chiếc này thì nó cũng giống như chiếc mã số 1 thôi nó cũng là núm ẩn ở vị trí góc 4 giờ lịch của nó cũng là lịch ngày là lịch bấm còn cái lịch thứ của nó là lịch 9 12 giờ mặt đeo ổ cũng là mặt đeo ổ trắng chảy tia từ tâm Trước là anh em cầm nhà, trực tiếp ở trên tay thì sẽ thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. dinh nguyên của máy. Trước này mình đã thay cho nó bộ giờ dây da xịn. Rất là hợp với cái máy cái cái mặt đồng hồ này. Chiếc này cũng có size mặt là 36,5mm Sengo 5DX 27GWL well, Automatic 5139 dáng 7000 Chiếc mã số 2 này có giá là 2,5 triệu Tiếp theo là mã số 3, Mã số 3 là một chiếc Senko LM Lomatix. <laughs> à, nãy mình quên mới nói với anh em là chiếc Senko DX này là nó cũng có chức năng hacking stop dừng kim dây anh em nhé. Rút núm ra chỉnh giờ là kim dây nó sẽ dừng chiếc mã số 3 này thì có giá là 2,5 triệu <laughs> chiếc này thì zin uh, cả cây cả dây khóa zin luôn khóa senko lm chiếc này thì về vỏ và dây khóa của nó là kính núm là đều là zin hết chưa hề qua spa kim và các cọc số trắng nổi khối, mặt đeo trắng chảy tia từ tâm ba kim hai lịch. Trước này thì à, lịch của nó là lịch xe nhanh rồi. Chiếc này cũng có hacking stop dừng kim dây anh em nhé Dinh nguyên của máy Trước mắt má số 3 này có xe mặt là 36 mã số 3 giá là 2,5 triệu Senko LMLOTMATIC AUTOMATIC <cười> <cười> Tiếp theo là mã số 3 Giá là... quên mã số 4 Giá là 3 triệu Chiếc mã số 4 này là một chiếc Senko SPORTMATIC 5 DELUCE DICEX 25ZW well. Chiếc này có mặt trắng chảy tia từ tâm 3 kim 2 lịch Kim ở các cọc số màu trắng nồi khối bắt sáng rất là đẹp cái đây là núm chỉnh giờ nhé anh em nhé còn cái nút ở bên trên này nó là cái nút chỉnh lịch nhanh á, nút bấm chỉnh lịch nhanh á. chiếc này nó cũng có chức năng hacking stop Rút núm dừng kim dây Chiếc này thì nó có xe mặt khá là to Đấy cá heo Tổng thể còn rất là đẹp Xuất sắc Nói chung là cái chiếc này thì Lên tay thì không có điểm gì để chê cả Chiếc này thì mình đã gắn cho nó bộ dây hoa sa xịn Và chiếc khóa linh kiện loại đẹp Dây da hoa sa này thì quá nổi tiếng rồi cái bộ dây này lúc mình mua là cũng gần một triệu gắn lên con này nhìn thấy nó hợp mắt nó đẹp nên là mình để nguyên anh em nào mua thì mình cũng để bằng giá 3 triệu Chiếc này có size mặt là 38 một size khá là to à, phiên ngày hôm nay thì à, mình có lên nha, nhanh 4 chiếc Senko. Giá bình dân từ 1 triệu 8, 2 triệu 5 đến 3 triệu à, Cả 4 chiếc trong cái tình trạng à, đều rất là đẹp à, Jin, à, anh em có nhu cầu chiếc nào thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067 và kết bạn Zalo với mình để có thể nhận được những hình ảnh chi tiết cũng như là ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Tiện đây thì mình cũng xin nói luôn là tất cả những chiếc đồng hồ mà mình bán có giá dưới 10 triệu thì mình đều không ship cốt cọc. mình chỉ ship cốt cọc với những chiếc đồng hồ có giá từ 10 triệu đổ lên là cọc 30% giá trị đơn hàng. Còn tất cả những chiếc đồng hồ mà dưới 10 triệu thì mình sẽ không ship code hay là không nhận cọc cốt gì cả mà mình chỉ nhận chuyển khoản hết luôn. Anh em nào giao lưu thì nếu không có sự tin tưởng với mình thì tốt nhất là không nên giao dịch vì như thế thì cái lần đầu giao dịch nó đã không có sự tin tưởng thì lần thứ hai, lần thứ ba thì nó cũng đều không vui. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các phiên sau.